Thưa quý vị, sự kiện di sản Mai Nhai nằm trong quần thể danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn chính thức được công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương, là niềm vinh dự tự hào của thành phố Đà Nẵng nói chung và với cán bộ nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nói riêng trong việc gìn giữ, bảo tồn bền vững và phát huy giá trị di sản này. Mai Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là một hệ thống gồm 78 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm, Hán Nôm, được khắc trên vách đá và hang động của danh thắng với nội dung đa dạng, hình thức độc đáo, cùng nhiều thể loại văn học của các vị vua, quan triều Nguyễn, cao tăng, trí thức, có niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Việc di sản Mai Nhai được công nhận đã đem đến niềm vui vô cùng to lớn đối với cán bộ và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Tất cả những cái đời vua chúa, cũng như cái đời học sĩ, các đời người ta tính, người ta khắc bề trên đó. Cho nên là rất là giá trị. Được cái này là rất là đấu tự hào. Và để bảo vệ cái này cho mãi mãi trường tồn về sau, trong giá nhiều đời cũng như tất cả việc tham quan ở trên thế giới, người ta biết được Ngũ Hành Sơn có được cái vấn đề này. Việc được UNESCO công nhận, đây là một cái cơ hội rất lớn để quảng bá cái hình ảnh danh thắng Ngũ Hành Sơn, di tích quốc gia đặc biệt là giới thiệu đến với du khách trong và ngoài nước về các văn khắc, các cái bút tích, các cái ký tự tại danh thắng Ngũ Hành Sơn. Mà theo các nhà khảo cổ học thì đến nay là chiếm cái số lượng Mai Nhai gần như là lớn nhất của cả nước. Thì song song với cái việc mà là cái niềm vui lớn của thành phố, của người dân, thì chúng tôi cũng làm biết rằng đó là một cái trách nhiệm. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận cũng như là thành phố có kế hoạch cũng như là chương trình trong việc bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị của di tích này, đưa di tích đến gần với người dân và du khách để làm sao người dân và du khách có thể tiếp cận tốt nhất và biết đến Mai Nhai khi đến với danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây là nguồn di sản tư liệu quý hiếm, độc đáo, không thể thay thế, được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm bởi những giá trị nhiều mặt về lịch sử, tôn giáo, địa lý, văn học, ngôn ngữ, nghệ thuật tạo hình, văn hóa và giáo dục. Mỗi giá trị là sự khẳng định nét văn hóa Việt Nam trong tầng sâu tâm thức của cư dân bản địa. Hơn nữa, hệ thống Mai Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là tài liệu gốc duy nhất được vua Minh Mạng ngự bút và cho khắc lên các vách núi hang động. Khi được UNESCO công nhận ký ức văn hóa thế giới, đây là một cái hết sức là ý nghĩa đối với quận chúng ta, kể cả vào thành phố. Do vậy, trong thời gian tới, quận sẽ tập trung cùng với sở và sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố, sở thông tin truyền thông và các ban ngành khác, chúng ta tạo điều kiện để một quảng bá hình ảnh đó và luôn luôn trùng tu bảo dưỡng tất cả những cái 78 cái sắc phong đó cùng với những hoạt động làm sau đó cho bảo tồn và phát huy được cái hiệu quả nhất về vấn đề chúng ta quảng bá du lịch một cách là sát nét nhất trong thời gian tới, tạo động lực thêm cho vấn đề là phát triển của danh thắng Ngũ Hành Sơn được chính phủ phê duyệt, chúng ta phối hợp với nhau để mà làm càng ngày phát triển điểm du lịch và điểm đến của thành phố. So với các địa chỉ lưu dấu văn khắc trên đá nổi tiếng của Việt Nam, văn khắc trên vách đá ở Ngũ Hành Sơn nổi bật với nghệ thuật điêu khắc đá tinh xảo, đọng lại qua hệ thống bia ký thời các chúa Nguyễn, đánh dấu nét son đáng tự hào trên bản đồ phân bổ bia ký tại Việt Nam. Niềm tự hào Mai Nhai lưu dấu Ngũ Hành Sơn đã, đang và tiếp tục được chính quyền quận Ngũ Hành Sơn nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung nỗ lực hơn nữa trong trách nhiệm bảo tồn bền vững và phát huy giá trị di sản này.